Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Giờ trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán lớp 4 nha. Rồi. Đề này là một cái đề tham khảo nha, để cho giúp các em làm quen với các dạng toán của đề cuối học kỳ 2 nha. Rồi, phần đề bài đề thi sẽ có hai phần nha. Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Từ câu 1 đến câu 7 là các câu trắc nghiệm, mình sẽ phân tròn. Rồi, phân tròn vào chữ cái chứa ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7. Rồi mình sẽ làm câu 1 đầu tiên nha. Câu 1A, phân số có giá trị bằng 1 là, đáp án A là 3/3, đáp án B là 3/2, đáp án C là 3/4 và đáp án D là 7/2. Như vậy là phân số mà có giá trị bằng 1 thì có nghĩa là tử số và mẫu số phải giống nhau, bằng nhau đúng không? Như vậy 3 chia 3 = 1, như vậy đáp án A là đáp án đúng. Giờ mình qua tiếp câu B, phân số có giá trị bé hơn 1 là, đáp án A là 9/8, đáp án B là 9/9, đáp án C là 8/9 và đáp án D là 8/8. Như vậy phân số bé hơn 1 có nghĩa là sao? Có nghĩa là tử số phải nhỏ hơn mẫu số, đúng nè. 8 nhỏ hơn 9, 8/9 thì sẽ nhỏ hơn 1. Như vậy câu B này đáp án đúng là đáp án C. Giờ qua tiếp câu số 2. Câu 2A nha. Phân số 25/100 giúp gọn được phân số nào? Đáp án A là 5/10, đáp án B là 10/20, đáp án C là 2/8 và đáp án D là 1/4. Rồi như vậy mình giúp gọn phân số 25/100. Như vậy mình thấy là tử mẫu chia hết cho 25 đúng không nè. Rồi như vậy là chia tử và mẫu cho 25. 25 chia 25 được 1, 100 chia 25 bằng 4. Như vậy là 25/100 giúp gọn thành 1/4. Như vậy câu D là đáp án đúng. Giờ mình qua tiếp câu 2B nha. Phân số gấp 4 lần phân số 3/8 là, đáp án A là 12/32, đáp án B là 12/8, đáp án C là 3/32 và đáp án D là 7/8. Như vậy người ta nói là phân số gấp 4 lần phân số 3/8, có nghĩa mình sẽ lấy 4 nhân cho 3/8. Rồi như vậy 4 nhân 3 là 12. Một số 8 viết lại, như vậy là kết quả đây là 12/8 đúng không? Như vậy là đáp án B là đáp án đúng. Giờ mình qua tiếp câu số 3. 3A nha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15 mét vuông đổi qua cm vuông. Như vậy là đáp án A là 150. Đáp án B là 150.000, đáp án C là 15.000 và đáp án D là 1.500. Như vậy là mình sẽ đổi từ mét vuông qua cm vuông. Đổi từ mét vuông qua cm vuông là mình nhân cho bao nhiêu nè? Nhân cho 10.000 đúng không nè? Có nghĩa là thêm 4 số 0 vô. Như vậy là 15 nhân cho 10.000 sẽ bằng là 150.000. Như vậy đáp án B là đáp án đúng nha. Giờ mình qua tiếp câu B nha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ đổi qua kg nha. Như vậy đáp án A là 3.500. Đáp án B là 3.005 nha. Rồi đáp án C là 350 và đáp án D là 305. Giờ như vậy là đổi đây nè, tấn đổi qua kg thì nhân cho 1.000. Như vậy 3 tấn đổi qua kg là 3.000 kg. 5 tạ này là đổi qua kg là nhân cho 100, như vậy là 500. 3.500 kg. Rồi như là 3.500 kg là đáp án nào nè? Đáp án A đúng không? Đáp án A là 3.500, như vậy đáp án A là đáp án đúng. Giờ mình qua câu 4. Một tổ có 12 bạn. Trong đó có 5 bạn nữ. Tỷ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là,
Câu đáp án A là 5/12, đáp án B là 7/12, đáp án C là 7/5 và đáp án D là 5/7. Ở như vậy người ta cho một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Người ta hỏi tỷ số của số bạn nam và số bạn nữ. Như vậy trước hết mình phải tính số bạn nam trước, đúng không nè? Rồi số bạn nam sẽ lấy 12 nè, trừ 5. 12 trừ 5 bằng 7. Như vậy là tỷ số của số bạn nam trên số bạn nữ có nghĩa là 7/5, đúng không nè? 7/5. Như vậy đáp án C là đáp án đúng. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 5. Giá trị của biểu khất 36.576 chia cho 4 nhân 2, mở ngoặc đóng ngoặc nha, trừ cho 3.708 là đáp án A là 836, đáp án B là 864, đáp án C là 846 và đáp án D là 854. Giờ như vậy là mình muốn biết giá trị biểu khất này bao nhiêu thì mình phải tính ra, đúng không nè? Như vậy đây có phép chia, phép nhân, phép trừ, mình sẽ tính trong ngoặc trước ha. 4 nhân 2 là 8. Rồi như vậy mình sẽ lấy 36.576 nè, chia cho 8 rồi trừ cho số này và kết quả. Giờ câu số 5 này thầy sẽ tính nhép cái giá trị biểu khất nha. Như vậy là 36.576 chia cho 4 nhân 2 nè, mở ngoặc đóng ngoặc nè, trừ cho 3.708 nha. Như vậy mình sẽ tính trong ngoặc trước, 4 nhân 2 là 8 nè, mấy kia viết lại nha. Rồi nhưng mình sẽ lấy là 36.576 là chia 8 nè, đúng không nè? Rồi các em ra tính nhé, chia nháp ngoài nha, thầy cho kết quả ở đây là 4.572 trừ cho 3.708, mình viết xuống đúng không? Giờ 4.572 trừ cho 3.708, các em tính nháp ngoài nha, ở đây kết quả thầy tính luôn là 864. Như vậy là kết quả của câu 5 sẽ là 864. Như vậy là đáp án đúng sẽ là đáp án B. Giờ như vậy là mình sẽ làm công số, mình làm xong câu 5 nha, mình sẽ qua tiếp câu 6 nha. Giờ mình qua tiếp câu 6. Giá trị của biểu khất 9/16 trừ cho 3/16 chia cho 3/8 là đáp án A là 15/16, đáp án B là 1, đáp án C là 5/16 và đáp án D là 1/16. Rồi như vậy mình muốn biết giá trị biểu khất này bao nhiêu thì mình phải tính nó ra, đúng không nè? Đây có phép trừ, phép chia, mình nhớ là nhân chia chứ không trừ sao. Bây giờ mình sẽ thực hiện phép chia trước. Thì 3/16 chia cho 3/8, mình nhớ là phép chia hành nhân đảo ngược phân số phía sau dấu chia. Như vậy 3/16 sẽ hành này chia sẽ bằng hành nhân 3/16 nhân cho 8/3, đúng không nè? Giờ các em nhân xong đó trừ là ra kết quả. Giờ thầy sẽ tính nháp cái biểu khất này nha, thầy tính dâm vô hoài nháp nhé. Giờ 9/16 trừ 3/16 chia cho 3/8. Rồi như vậy phép chia sẽ biến hình nhân đảo ngược phân số phía sau dấu chia nha. Như vậy 9/16 trừ cho 3/16 mới viết lại thôi. Phép chia đổi thành phép nhân 3/8 đảo ngược hành 8/3. Rồi 9/16 trừ mình viết lại. Đây là đây 3/16 nhân 8/3. 3 trên 3 dưới biến mất nha, còn lại là 8/16 nha. Đúng không nào? Rồi 9/16 trừ cho 8/16 cùng mẫu số là 16 nè. 9 trừ 8 bằng 1. Mẫu số 16 viết lại. Như vậy kết quả của câu 6 sẽ là 1/16. Như vậy là đáp án D là đáp án đúng. Giờ mình sẽ qua tiếp câu 7. Một tấm kính hình khôi có độ dài cái đường chéo là 18cm và 30cm, tính diện tích tấm kính đó. Rồi như vậy đáp án A người ta cho là 270cm vuông. Đáp án B là 270cm. Đáp án C là 540cm vuông và đáp án D là 54cm vuông. Như vậy là một tấm kính hình khôi người ta cho độ dài hay đường chéo. Như vậy mình sẽ tính diện tích hình khôi nha. Diện tích hình khôi thì bằng cái gì nè? Bằng tích hai đường chéo chia cho 2. Như vậy mình lấy 18 nhân cho 30 chia cho 2. Rồi như vậy 18 nhân 30 chia cho 2, mình có thể lấy 18 chia 2 chứ nha. 18 chia 2 được 9. 9 nhân cho 30, 9 nhân 3 là 27, thêm số 0 nữa thành 270. Rồi như vậy đáp án này sẽ là 270. Như vậy là đáp án A hay là đáp án B? Như vậy mình biết là diện tích thì phải là vuông. Đây là cm, diện tích phải là cm vuông. Như vậy đáp án A là đáp án đúng. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 8. Tìm x biết câu A là 3/5
3 phần 5 chia x bằng 3. Như vậy là mình sẽ, đây là 3 phần 5 là số bị chia nha. X là số chia nên là khương. Như vậy muốn tìm cho số chia thì mình có thể lấy số bị chia cho khương nha, đúng không nè. Còn x chia trên câu B là x chia 52 bằng 113. Như vậy x sẽ bằng 113. Chia này chuyển qua hình nha. Giờ x bằng 113 nhân cho 52, đúng không nè. Giờ bài số 8 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 8. Câu số 8 nha. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi thầy sẽ làm câu số 8 nha. Như vậy là 3 phần 5 chia x bằng 3. Như vậy có nghĩa là x sẽ bằng 3 phần 5 chia 3 nha. Chia 3 hình nhân đảo ngược. Số 3 này đem xuống dưới đây. Như vậy là 3 chia 3 hết. Ở trên còn số 1. Như vậy là x bằng 1 phần 5. Như vậy là x chia 52 bằng 113. Như vậy x bằng 113 viết lại nè. Chia 52 chuyển qua hình nhân 52. Như vậy x sẽ bằng 113 nhân 52. Các em tính nháp ngoài nha. Ở đây thầy cho kết quả luôn. Vậy x sẽ bằng 5.870 sao. Đúng không nè. Giờ câu số 8 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua câu số 9 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 9. Tính câu A 1 phần 5 cộng 4 phần 11 cộng 4 phần 5 cộng cho 7 phần 11. Giờ như vậy mình sẽ tính như thế nào nè. Mình thấy là hai phân số này có cùng mẫu số là mẫu số 5 nè. Mình gom lại mình tính đúng không nè. Còn 4 phần 11 với 7 phần 11 mình thấy là mẫu số giống nhau, cùng là mẫu số 11, mình gom lại mình tính. Rồi sao được hai kết quả cộng lại nha. Giờ bên đây câu B là 5 phần 6 cộng cho 5 phần 9 trừ cho 1 phần 4. Bây giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước đúng không nè. Mình sẽ quy đồng mẫu số. Bây giờ mẫu số chung sẽ là bao nhiêu nè. Là 36 đúng không nè. Như vậy là 5 phần 9 nhân tử bằng mẫu cho 4. Và 1 phần 4 thì nhân tử bằng mẫu cho 9. Rồi tính trong ngoặc trước rồi mình tính ở ngoài đúng không nè. Giờ bài số 9 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài câu số 9 nha. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 9 nha. Như vậy là 1 phần 5 với 4 phần 5 mình gom lại nha, cùng mẫu số 5 nè. Còn 4 phần 11 với 7 phần 11 mình gom lại, quy cùng số mẫu số 11. Như vậy là 4 cộng 1 là 5, mẫu số 5 giữ nguyên. 5 chia 5 bằng 1 đúng nè. 4 cộng 7 là 11, mẫu số 11. Như vậy 11 chia 11 bằng 1 đúng không nè. Như vậy 1 cộng 1 bằng bằng 2. Thầy sẽ làm câu B luôn nha. Như vậy là trước hết mình sẽ quy đồng mẫu số đúng nè. Mẫu số chung là 36. Như vậy 5 phần 9 nhân tử và mẫu cho 4. 5 lần 4 là 20. 9 nhân 4 36. 1 phần 4 thì mình nhân tử và mẫu cho 9 đúng nè. 1 nhân 9 là 9. 9 nhân 4 là 36. Rồi như vậy là mẫu số chung là 36. Mình lấy 20 trừ 9. 20 trừ 9 bằng 11. 11 phần 36. Còn cái này mình viết lại đúng nè. Rồi sau đó mình thấy là mẫu số chung của hai phân số này sẽ là 36. Vì nhân tử của 1 này cho 6 đúng không nè. 5 nhân 6 30. 6 nhân 6 36. Được hai phân số cộng mẫu số 36. Tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 30 cộng 11 thành 41. 36 viết lại. Như vậy kết quả đây sẽ là 41 phần 36. Đúng nè. Giờ bài số 9 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu 10 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu 10. Đây cũng là câu cuối của cái đề này luôn nha. Như vậy câu 10 người ta cho là tổng hai số bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số phải số bé bằng 2 phần 3 số lớn, tìm hai số đó. Giờ như vậy là mình sẽ phân tích đề xem người ta cho mình cái gì nè. Đúng không nè. Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có 3 chữ số. Như vậy nhỏ số nhỏ nhất có 3 chữ số là số nào nè. Là số 100 đúng không nè. 100 là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Như vậy là người ta cho tổng của hai số, số bé và số lớn là 100. Trong đó số bé sẽ chiếm 2 phần và số lớn chiếm 3 phần. Tìm hai số đó. Giờ đây là một bài toán tổng tỷ đúng không nè. Giờ các em làm bình thường thôi nha. Rồi bài câu số 10 này các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 10. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 10 luôn nha. Người ta nói là tổng của hai số bằng số nhỏ nhất.
có 3 chữ số. Rồi như giờ mình biết là số nhỏ nhất có 3 chữ số là số 100 đúng nè. Như giờ vậy vậy tổng của hai số là 100. Rồi như giờ ta có sơ đồ nha, mình vẽ sơ đồ nha. Rồi như vậy số bé bằng 2 phần 3 số lớn, có nghĩa là số bé sẽ chiếm 2 phần. Mình vẽ hai đoạn bằng nhau. Số lớn chiếm 3 phần, vẽ 3 đoạn bằng nhau và tổng sẽ là 100. Rồi sau khi vẽ sơ đồ thì mình sẽ tính tổng số phần bằng nhau nha. Như vậy là theo sơ đồ phải tổng số bằng bằng nhau là mình lấy 2 phần của số bé nè cộng cho 3 phần của số lớn, 2 cộng 3 bằng 5, 5 phần. Sau khi tìm được tổng số phần bằng nhau, mình sẽ tìm số bé nha. Bằng cách nào nè? Bằng cách lấy tổng nè, chia cho tổng phần tổng số phần bằng nhau và nhân cho số phần của số bé. Như vậy là 100 chia 5 nhân cho 2 đúng không nè. 100 chia 5 nhân 2. 100 chia 5 là 20, nhân 2 bằng 40. Sau khi có số bé mình sẽ tìm số lớn. Bằng cách nào nè? Người ta cho là tổng là 100 nè. Như vậy là mình có số bé tìm số lớn bằng cách lấy tổng trừ cho số bé đúng nè. Như vậy số lớn là mình lấy 100 trừ cho 40. 100 trừ 40 bằng 60 đúng không nè. Rồi như vậy đáp số của câu 10 này sẽ là số bé là 40 và số lớn là 60. Câu 10 này có em nào có lời giải qua đáp số giống như thầy, để lời nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Rồi câu số 10 này các em hiểu bài hết chưa nè. Giờ nếu các em hiểu bài hết thì video clip bài giảng đến đây là kết thúc nha. Thầy chúc các em học tốt nha. Tạm biệt các em nha.